Nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là với cả. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá hai tập truyện mới của nhà xuất bản ABM các bạn, đó chính là Chàng Băng Giá và Nàng Lạnh Lùng tập tiếp theo và tập tiếp theo của Oshinoko tập 4 các bạn. Đây là phiên bản sưu tầm và phiên bản đặc biệt của hai tập truyện này. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua trước khi mình review tiếp hơn về từng bộ truyện nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta cùng khám phá tập 4 của Chàng Băng Giá và Nàng Lạnh Lùng nha các bạn. Đây là phía của tập 4 nha các bạn, rất là xinh xắn và đáng yêu nha. Chúng ta cùng khám phá qua tặng bên trong. Đầu tiên chúng ta được tặng kèm một cái bút mát băng tuyết nha các bạn, hình bông tuyết rất là đẹp nha, đó là hình đẹp kìa. Tiếp theo chúng ta một cái lưu file đây, hình mặt trước mặt sau rất đẹp luôn. Bên trong chúng ta sẽ có ba kẹt kẹt size khổ lớn các bạn, khổ khổ 13-18 luôn các bạn. Đây rất là xịn sò, các ạc rất là đẹp nha các bạn. Đây ba ạc real là đẹp như nhau. Đây chúng ta sẽ khám phá lại một lần nữa về cái bìa nha các bạn. Đây là toàn bộ cái bìa của tập 4 nha, các hiệu ứng bông tuyết rất là đẹp luôn các bạn. Chàng Băng Giá và Nàng Lạnh Lùng tập 4 nha các bạn. Đây giá tiền là 88.000 nha các bạn, mua và chiết khấu thì có hãy quanh quẩn 50.000 các bạn, mình mua tầm khoảng 60. Đây là bị kêu bên trong hai trang màu đầu truyện và chuyện được trên giấy BBD 50 và toàn bộ chuyện rất là mỏng nha, không dày đâu nha. Tôi vuông của tập 4 kể về Phi Dung Suki cùng đồng nghiệp hóa trang tại sự kiện Halloween được tổ chức tại công ty, hào hứng đi mua sắm với anh em Himuro. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào dường như tình cảm của Phi Dung Suki dành cho Himuro đã hơn mức đồng nghiệp bình thường. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn trong video lần sau.